Kính thưa phó chủ tịch đoàn cùng toàn thể quý vị thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp, để tiếp nối các báo cáo trong phiên khoa học về nội soi phế quản như ung thư phổi ngày hôm nay, em xin trình bày một báo cáo đó là những điều cần lưu ý để thực hiện một ca nội soi phế quản thành công. Những điểm cần lưu ý này được đúc kết từ kinh nghiệm thực hiện các thủ thuật nội soi phế quản tại trung tâm hô hấp bệnh vai nơi em đang công tác. Như chúng ta đã thấy thì để nội soi phế quản thì chúng ta có rất nhiều công cụ khác nhau. Công cụ sơ khai và xâm lấn nhất đó là nội soi phế quản ống cứng. Thì để mà nội soi phế quản ống cứng thì bệnh nhân cần phải gây mê toàn thân. Và hiện tại thì nội soi phế quản ống cứng thì chủ yếu được dùng trong những trường hợp với những cái can thiệp điều trị như là cắt đốt u trong lòng thì phế quản. Và với sự phát triển của khoa học kỹ thuật mở ra một bước tiến mới trong ngành nội soi, đó là sự ra đời của những ống nội soi phế quản ống mềm. Từ thế hệ đầu với những ống soi mà chúng ta phải quan sát trực tiếp trên thấu kính của ống soi, đến những thế hệ sau cho phép lưu truyền hình ảnh đến bộ vi xử lý và cho phép bác sĩ người thực hiện soi có thể quan sát hình ảnh trên màn hình hiển thị, qua đó hỗ trợ quá trình nhận định tổn thương cũng như tiến hành những cái thăm dò trong quá trình soi. Và những ống soi thế hệ mới hơn còn cho phép tích hợp những đầu dò siêu âm để vừa tiến hành quan sát lòng khí phế quản cũng như đánh giá cấu trúc lân cận trong lòng khí phế quản để tiến hành sinh thiết u hay hạch trung thấp. Đó là các ống nội soi phế quản siêu âm, hoặc là những trường hợp mà ống soi phế quản được tích hợp màn hình camera ngay trên tay cầm của ống soi, được dùng trong những trường hợp mà thường là những bệnh nhân phải nội soi phế quản tại giường, như là bệnh nhân ở khoa hồi sức tích cực hay là nội soi phế quản qua mũi khí quản. Đầu tiên là các cái chỉ định của nội soi phế quản ống mềm, chúng ta có hai nhóm chỉ định. Nhóm chỉ định thứ nhất liên quan đến các cái chỉ định về chẩn đoán, bao gồm những cái bệnh lý về nhiễm trùng, rồi trường hợp bệnh lý về khối u có nốt mờ phổi nghi ngờ ung thư, u hay hạch trung thất. Với trường hợp mà có bệnh lý đường hô hấp như là ho máu, xẹp phổi, những trường hợp mà nghi ngờ tắc nghẽn đường thở do u hay dị vật, hoặc những bệnh lý hiếm gặp như là nhuyễn xuyễn khí phế quản hay là dò khí quản, hay trong trường hợp mà cần phải ghép phổi, chúng ta cũng cần phải nội soi phế quản để thăm dò chẩn đoán trước khi tiến hành ghép phổi. Nhóm chỉ định thứ hai liên quan đến các chỉ định về điều trị, đó là trong trường hợp mà đặt ống nội khí quản khó, chúng ta cần phải sử dụng ống nội khí quản để dẫn đường giúp cho việc đặt ống khí quản, rồi rửa khí quản phía nang, lấy dịch, hút đờm dãi, khai thông tắc nghẽn cho bệnh nhân. Và đặc biệt trong trường hợp mà cần phải nội soi can thiệp như là cần phải tiến hành đốt điện đông, áp lạnh, laser hay là điều trị nong bóng khí quản, hoặc là đặt stent khí phế quản. Chúng ta cũng cần phải lưu ý đến các cái chống chỉ định. Đây là một cái thủ thuật can thiệp vào đường thở. Vì vậy mà những bệnh nhân mà có những bệnh lý nội khoa chưa ổn định, đặc biệt là những bệnh lý về tim mạch như là nhồi máu cơ tim này, suy tim mất bù hay là những tình trạng rối loạn nhịp tim chưa được kiểm soát, thì cũng chưa thể tiến hành nội soi phế quản được. Hay là trong những trường hợp bệnh nhân có các cái bệnh lý hô hấp mãn tính như là hen phế quản hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc là bệnh nhân có tình trạng suy hấp cấp hoặc mạn, thì trong những tình huống này chúng ta cũng không thể nội soi phế quản cho bệnh nhân ngay được. Một trong những chống chỉ định chúng ta cũng cần phải lưu tâm đó là những chống chỉ định liên quan đến tình trạng đông cầm máu cho bệnh nhân, đặc biệt ở những bệnh nhân đã có cái bệnh lý về rối loạn đông cầm máu hoặc là bệnh nhân đang dùng những thuốc chống đông. Chúng ta cần phải có một cái phác đồ điều chỉnh thuốc chống đông phù hợp mới có thể tiến hành nội soi phế quản cho bệnh nhân được. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến các cái chỉ số về đông cầm máu như là xét nghiệm về tiểu cầu hay là chỉ số INR để đảm bảo trong quá trình soi được diễn ra an toàn. Các cái nguy cơ của nội soi phế quản thì đầu tiên là các nguy cơ liên quan đến bản thân thủ thuật nội soi. Đó là cái việc mà bệnh nhân có thể bị đau họng này, hay là khàn giọng khi mà chúng ta nội soi. Rồi những cái hiện tượng như là co thắt thanh quản, ho, co thắt phế quản dẫn đến tình trạng khó thở, thậm chí là suy hô hấp xảy ra trong quá trình tiến hành nội soi phế quản. Bên cạnh đó thì cũng có những cái biến chứng như là bệnh nhân gặp phải như là có thể tình trạng rối loạn nhịp tim, tình trạng giảm oxy máu, thay đổi về huyết động đấy, gặp phải khi mà chúng ta nội soi phế quản. Rồi khi mà làm các cái thủ thuật về chẩn đoán và thăm điều trị thì có thể gặp phải các biến chứng là như là ho máu khi mà sinh thiết hoặc là chảy dịch phế quản, tràn khí màng phổi đấy, nếu mà sinh thiết, hoặc là bị sốt khi mà cần phải rửa phế quản phế nang. Bên cạnh đó thì cũng có những nguy cơ liên quan đến những cái phương pháp vô cảm chúng ta sử dụng khi soi, như là gây tê tại chỗ hay là gây mê toàn thân. Đặc biệt là trong trường hợp mà gây mê toàn thân, chúng ta phải sử dụng những cái thuốc gây mê đường tĩnh mạch, đúng không ạ? Thì có thể nguy cơ dẫn đến những rối loạn về mặt huyết động, hay thậm chí nặng nề nhất và đáng lo ngại nhất là những phản ứng liên quan đến tình trạng sốc phản vệ. Thì để mà dự phòng những yếu tố nguy cơ này, chúng ta cần phải khai thác tiền sử bệnh nhân kỹ càng, xem bệnh nhân có các tiền sử dị ứng gì không, bệnh nhân
có những cái biểu hiện dị ứng gì trước khi với những cái lần thăm dò trước kia hay không, và phải chuẩn bị những cái dụng cụ, những cái phương tiện chống sốc kịp thời để nếu có cái phản ứng sốc xảy ra, chúng ta có thể chẩn đoán và xử trí kịp thời được. Các cái lưu ý về thuốc chống đông cũng như là thuốc chống ngưng thở tiểu cầu thì đây là một trong những cái vấn đề mà gây ra rất nhiều khó khăn cho các bác sĩ nội soi trên lâm sàng. Đấy, đặc biệt là ở những bệnh nhân tim mạch chẳng hạn, khi mà phải dùng những thuốc chống đông, chống ngưng thở tiểu cầu vì những bệnh lý tim mạch, thì để mà có thể đánh giá được, chúng ta dựa vào một cái lưu đồ xử lý. Ở đây chúng tôi tham khảo một cái hướng dẫn xử lý về thuốc chống đông và chống ngưng thở tiểu cầu của bác sĩ tại Pháp. Thì ở đây chúng ta sẽ phân loại bệnh nhân xem là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu thấp hay là nguy cơ nội soi chảy máu cao. Nguy cơ chảy máu thấp có nghĩa là những bệnh nhân chỉ nội soi thăm dò đơn thuần, chỉ tiến hành hút dịch phế quản hay là rửa phế quản đơn thuần. Thì với những bệnh nhân này, nếu bệnh nhân dùng những thuốc như là chống ngưng thở tiểu cầu hay là kháng vitamin K, thì nếu mà cái nguy cơ đông máu hay huyết khối của bệnh nhân lớn, khi mà chúng ta dừng thuốc thì chúng ta có thể tiếp tục duy trì những cái thuốc chống ngưng thở tiểu cầu hay chống đông máu cho bệnh nhân mà vẫn có thể tiến hành nội soi phế quản được. Ngược lại, trong những trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao, đó là những cái trường hợp bệnh nhân nội soi mà phải sinh thiết, phải chọc hút hạch chẳng hạn, thì nếu bệnh nhân dùng những thuốc chống đông hoặc chống ngưng thở tiểu cầu hay là kháng vitamin K chẳng hạn, thì những trường hợp này chúng ta cần phải dừng thuốc ít nhất là 5 đến 7 ngày trước khi mà nội soi. Đặc biệt trong trường hợp mà bệnh nhân đang dùng thuốc kháng vitamin K chẳng hạn, thì chúng ta nếu bệnh nhân có nguy cơ mà đông máu, nguy cơ tắc mạch cao, chúng ta phải gối thêm vào đó cái trọng lượng heparin, trọng lượng phân tử thấp, và dừng trước khi soi 12 tiếng để đảm bảo bệnh nhân không gặp phải những nguy cơ tai biến về chảy máu, cũng như không gặp phải những nguy cơ biến cố về tắc mạch khi mà ngừng những cái thuốc mà chống đông hoặc là chống ngưng thở tiểu cầu. Còn đối với những cái thuốc chống đông thế hệ mới như là rivaroxaban chẳng hạn, thì đối với những cái thủ thuật mà có nguy cơ chảy máu thấp, chúng ta chỉ cần ngừng thuốc trước và buổi sáng cái ngày mà bệnh nhân nội soi phế quản. Còn đối với những trường hợp mà có nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta phải ngừng thuốc ít nhất 48 tiếng trước khi mà chúng ta tiến hành nội soi phế quản cho bệnh nhân. Các cái quy trình chuẩn bị trước nội soi thì bao gồm có cái việc chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân về quá trình cũng như là thời gian tiến hành cuộc soi, các cái lợi ích mà nguy cơ bệnh nhân phải đối mặt khi mà tiến hành nội soi phế quản, để từ đó có được sự đồng thuận của bệnh nhân. Tiếp đó phải trả lời các câu hỏi liên quan đến nội soi phế quản cho bệnh nhân, xem là cái thủ thuật này có ý nghĩa như thế nào, các tai biến có thể gặp là gì. Và đồng thời chúng ta cũng phải kiểm tra lại một lần nữa các cái chỉ định của bệnh nhân, xem là thực sự thủ thuật nội soi phế quản này đem lại các chỉ định gì trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, và liệu là có một cái phương pháp gì khác mà ít xâm lấn hơn, mang lại nhiều lợi ích trong chẩn đoán hơn cho bệnh nhân hay không. Đặc biệt là trong những bệnh nhân mà đối với những bệnh nhân mà lớn tuổi có nguy cơ tai biến cao, hay là những bệnh nhân có nhiều bệnh động mạch như bệnh lý về tim mạch, bệnh lý hô hấp mãn tính, thì chúng ta phải hết sức cân nhắc khi mà tiến hành chỉ định nội soi phế quản cho bệnh nhân. Cùng với đó phải kiểm tra lại cái quá trình chống chỉ định, đúng không ạ? Cũng như là kiểm tra những cái trang thiết bị cần thiết cho nội soi, các cái nguồn nhân lực phục vụ cho nội soi đã đầy đủ hay chưa trước khi tiến hành nội soi phế quản. Đầu tiên là lựa chọn kích thước ống soi, thì các cái thủ thuật nội soi phế quản thông thường ấy, thì với những ống soi mà từ 5mm trở lên thì cho phép tiếp cận đến những cái phế quản gốc, phế quản thùy và phế quản phân thùy. Còn đối với những cái phế quản ở sâu hơn, phế quản thế hệ sâu hơn, thì phải sử dụng những cái ống soi kích thước nhỏ hơn, từ 4mm thậm chí là 2mm. Những ống nội soi phế quản kích thước nhỏ này thì sẽ có ưu điểm trong trường hợp mà chúng ta cần thăm dò các cái tổn thương phổi ở ngoại vi, đặc biệt là khi cần tiến hành những cái thủ thuật sinh thiết như là sinh thiết xuyên vách hay là sinh thiết tổn thương phổi ngoại vi dưới sự hướng dẫn của màn hình quang tăng sáng, thì chúng ta cần phải sử dụng những cái ống soi có đường kính nhỏ để có thể tiếp cận tối đa cái tổn thương phổi ngoại vi. Bên cạnh đó, chúng ta có thể lựa chọn những ống soi có những chức năng bổ trợ ưu việt như là chức năng tự xoay vòng. Đấy, có thể ống soi có cho phép xoay tròn về bên phải cũng như bên trái, mỗi bên một góc là 120 độ. Với chức năng này thì nó sẽ mang đến những cái ưu điểm, đặc biệt là khi tiến hành mà sinh thiết những cái tổn thương phổi ở phía xa, những phế quản phân thùy sâu cho bác sĩ nội soi mà không gây ra những cái khó khăn trong quá trình chúng ta thao tác ống soi, mà dẫn đến việc mà khó khăn trong việc sinh thiết, khó khăn trong việc tiếp cận tổn thương, cũng như là cái việc mà gây nguy cơ tai biến hỏng ống soi. Và một trong những chức năng mới nữa được ứng dụng hiện tại đó là cái chức năng mà sử dụng cái ánh sáng dải tầng hẹp. Thì một số cái ống soi hiện tại cho phép ứng dụng tích hợp cái nguồn sáng dải tầng hẹp này. Như chúng ta thấy ở đây bên trái
đó là với cái nguồn sáng thông thường được tạo bởi cái phức hợp ánh sáng từ xanh lá cây, xanh da trời và đỏ, chỉ chúng ta cho phép chúng ta quan sát cái bề mặt niêm mạc mà không thấy sự khác biệt, đúng không ạ? Còn đối với cái bước sóng mà rạch tần hẹp này thì nó sẽ được hấp thụ bởi hemoglobin, từ đó sẽ cho thấy cái hình ảnh của những cái vùng mà tăng sinh mạch là những vùng có yếu tố nguy cơ cao, giúp cho việc mà chúng ta định hướng cái tổn thương để sinh thiết cũng như là chuẩn đoán ung thư sớm ở những cái bệnh nhân này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái dụng cụ lấy bệnh phẩm thật đầy đủ, như là các cái dụng cụ sinh thiết này, dụng cụ chọc hút này, dụng cụ lấy dị vật. Thì khi mà chúng ta nội soi thấy những tổn thương nghi ngờ hoặc là cần phải tiến hành những thăm dò chuẩn đoán và điều trị thì chúng ta có thể tiến hành sử dụng ngay, nếu mà chúng ta đã tiến hành được trang bị và chuẩn bị dụng cụ đầy đủ từ trước rồi. Về quá trình gây tê thì chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp gây tê tại chỗ, như là sử dụng gel lidocaine để cho bệnh nhân súc miệng, hoặc là dạng xịt để xịt vào bên mũi, hay là cái dạng mà lidocaine để xịt thẳng vào trong dây thanh, cũng như là xịt vào trong khí quản bệnh nhân trong quá trình mà chúng ta nội soi. Đối với những bệnh nhân gây tê tại chỗ và bệnh nhân nội soi phế quản nói chung thì cần phải tiến hành nhịn ăn ít nhất là 46 tiếng trước khi nội soi, và sau khi nội soi là từ 1 rưỡi đến 2 giờ. Về gây mê toàn thân thì đây là một trong những cái quy trình bắt buộc đối với những bệnh nhân mà nội soi phế quản ống cứng và những bệnh nhân nội soi phế quản ống mềm mà cần phải can thiệp. Thì việc gây mê toàn thân sẽ giúp cho bệnh nhân dễ chịu hơn, giảm được cái nguy cơ tai biến như là ho, chảy máu trong khi soi. Và khi mà gây mê toàn thân, nếu bệnh nhân mà có những nguy cơ suy hấp như là ngưng thở khi ngủ này, có bệnh lý mà dẫn đến nguy cơ suy hấp, chúng ta có thể thông khí bằng mask thanh quản, đúng không ạ? Đương nhiên là khi mà gây mê toàn thân thì chúng ta cần phải lưu tâm đến các cái nguy cơ về hô hấp, nguy cơ về tim mạch, thậm chí là sốc liên quan đến những cái thuốc mà gây mê. Các cái lưu ý về kỹ thuật là chúng ta cần phải nắm vững về giải phẫu. Trong quá trình soi thì phải giữ ống soi ở vị trí trung tâm như là hình ở phía bên dưới, đúng không ạ? Không để ống soi chạm vào thành cũng như là không để ống soi bị mờ. Nếu mà ống soi bị mờ chúng ta có thể làm sạch ống soi bằng cách hút nhẹ hoặc là bơm một chút nước muối sinh lý để rửa cái đầu ống soi, để có được cái hình ảnh nội soi tốt nhất để nhận định tổn thương một cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì trong quá trình soi chúng ta cần phải nắm vững được các cái vị trí giải phẫu. Trong quá trình mà chúng ta soi mà chúng ta lạc quên các cái vị trí giải phẫu thì chúng ta cần phải quay lại ngay cái vị trí mà chúng ta xác định được. Cụ thể ở đây là cái vị trí đó là carina, đúng không ạ? Và việc chúng ta xác định vị trí giải phẫu thì có thể dựa vào những cái mốc, đó là ở phía trước có những cái vòng sụn, đúng không ạ? Ở phía sau đó là những cái cấu trúc về cơ trơn. Và trong quá trình soi chúng ta phải sử dụng lidocaine gây tê bổ sung để giảm ho cho bệnh nhân, giúp cho quá trình soi được diễn ra được thuận lợi và việc chúng ta đánh giá tổn thương được kỹ càng cũng như là tiến hành những thủ thuật để thăm dò lấy bệnh phẩm được tốt nhất. Về thủ thuật rửa phế quản phế nang thì đây là một trong những cái thủ thuật mà được tiến hành thường quy nhất và sử dụng nhiều nhất trong tất cả những bệnh lý về hô hấp mà khi chúng ta dùng nội soi phế quản ống mềm, như là bệnh lý phổi kẽ, bệnh lý khối u, bệnh lý nhiễm trùng. Thì đầu tiên chúng ta cần đánh giá cái tổn thương trên phim các lớp để lựa chọn vị trí rửa phù hợp và hiệu quả nhất. Cái lượng dịch là từ 100 đến 300 ml chia làm 3 đến 5 lần. Và khi rửa chúng ta rửa vào một cái phế quản chọn lọc và cần phải hút ra được ít nhất là 30% cái lượng dịch bơm vào. Cái áp lực hút là phải vừa đủ để tránh cái tình trạng là phế quản nó bị xẹp lại trong quá trình hút. Và sau cái lượng dịch hút, sau khi mà hút được thì để mà xét nghiệm các thành phần tế bào thì cần phải gửi ngay đến các cái phòng xét nghiệm trong vòng khoảng 1 giờ sau khi mà lấy bệnh phẩm. Các lưu ý về tình trạng hô hấp khi mà soi phế quản thì đó là trong quá trình nội soi thì bệnh nhân cần phải được theo dõi liên tục các cái dấu hiệu về hô hấp, trong đó cái chỉ số quan trọng nhất đó là độ bão hòa oxy máu. Đấy, bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải theo dõi những chỉ số về huyết động, đúng không ạ? Và cái hỗ trợ về oxy, bệnh nhân nên được hỗ trợ trong trường hợp mà có sự giảm độ bão hòa oxy máu từ 4% trở lên hoặc là chỉ số oxy của bệnh nhân dưới 90%. Trong một số trường hợp nếu mà suy hô hấp nặng chúng ta thậm chí phải ngừng cuộc soi và tiến hành những biện pháp thông khí nhân tạo cho bệnh nhân như là thở máy hay là đặt ống nội khí quản. Và những biến chứng này thì có liên quan đến tình trạng oxy máu ban đầu của bệnh nhân, rồi tình trạng các cái bệnh động mạch của bệnh nhân gặp phải. Khi mà bệnh nhân có những bệnh lý hô hấp mãn tính thì chúng ta cần phải kiểm soát tối ưu, như là bệnh nhân hen thì cần phải khí dung trước khi mà nội soi, cần phải điều trị tối ưu trước khi mà nội soi phế quản. Rồi những bệnh nhân mà nghi ngờ COPD thì nên được thực hiện đo chức năng hô hấp và làm những xét nghiệm khí máu động mạch. Các cái bệnh nhân mà COPD có cái tình trạng mà tăng siêu máu thì cần tránh sử dụng cái thuốc an thần trong quá trình soi và cần phải kiểm soát oxy máu chặt chẽ khi mà nội soi phế quản. Các biến chứng về tim mạch, các bệnh lý về tim mạch thì tình trạng mà giảm oxy máu nó dẫn đến nguyên nhân tăng nhịp tim cũng như là tăng huyết áp. Trong trường hợp mà bệnh nhân có những bệnh lý về tim mạch như là rối loạn nhịp,
hay là bệnh lý về mạch vành chẳng hạn, thì cần tối ưu hóa các cái chỉ số về oxy, về huyết áp, về động huyết động trước khi soi, cũng cần phải tham khảo các ý kiến của bác sĩ của chuyên khoa tim mạch trong trường hợp chúng ta cần phải nội soi phế quản cho bệnh nhân. Và đặc biệt những bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim chẳng hạn, thì cái quá trình nội soi phế quản chỉ được thực hiện sau ít tối thiểu là 4 đến 6 tuần cái tình trạng mà nhồi máu cơ tim bệnh nhân được ổn định, thì tại thời điểm đó thì chúng ta mới có thể cân nhắc nội soi phế quản cho bệnh nhân. Ở trên đây là một vài những cái điểm lưu ý được chia sẻ từ những kinh nghiệm trên thực hành lâm sàng nội soi phế quản cho bệnh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các quý thầy cô, quý vị đại biểu đã lắng nghe bài báo cáo. Xin trân trọng cảm ơn.